chào tất cả quý vị đã trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Ngày hôm nay thì Nhật An và anh Diệu đã có mặt tại Bắc Tân Uyên, Bình Dương để ghé thăm một công trình rất đẹp, đúng không Diệu? Và đó chính là công trình của chủ đầu tư Đinh Văn Huy. Đây là một công trình mà do đội ngũ của Mắt Hôn thiết kế và thi công cũng như là hoàn thiện nội thất. Và hiện tại thì An và Diệu đang có mặt tại ngay khuôn viên ở phía trước của công trình ha. Chúng ta vẫn chưa thấy được công trình chính, đúng không nào? Nhưng mà quý vị có thể thấy là ngay khu vực An và Diệu đứng thì sau này sẽ là cái chiếc cổng rất là hoành tráng. Nhưng mà bởi vì căn nhà này mới vừa bàn giao đây thôi, cho nên là gia chủ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện ở nhiều, cho nên là chưa có làm hoàn thiện về cổng và phần sân rào xung quanh. Nhưng mà anh tin chắc rằng cái cổng sẽ rất là đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì anh thấy ở đây là gia chủ đầu tư, khi mà chúng ta ốp đá tự nhiên lên như thế này, có cái tông màu vàng trắng ghi nữa thì nhìn nó rất bắt mắt, đúng không nè? Ở bên ngoài thì quý vị sẽ thấy là cái phần ở đây nó không bằng phẳng đâu mà nó có cái độ gồ ghề nhất định. Đây chính là một cái ưu điểm rất là nổi bật của đá tự nhiên, có phần tôn lên vẻ đẳng cấp của không gian ngoại thất. Đúng rồi, nhìn nó rất là tự nhiên luôn. Cho nên là với cái công trình này thì khi mà vừa nhìn vào ngay bên ngoài thì ta cũng thấy được một cái vẻ gì đó đẹp của nó rồi. Thì chắc chắn là căn nhà chính sẽ còn đẹp hơn nữa. Hãy cùng theo chân em và Diệu để tham quan nhé. Ta-da! Đây chính là công trình chính của chúng ta ngày hôm nay, công trình của chú Huy, rất là đẹp, đúng không nào? Và quả thật Diệu ơi, nếu mà đầu tiên á, khi mà ấn tượng của anh về công trình này đó là gì Diệu biết không? Đó chính là về cái vẻ hoành tráng cũng như là về màu sắc của công trình này. Và đó cũng là lời khen rất là lớn cho công trình luôn, đó chính là cách phối màu của công trình á. Thứ nhất là nó phối rất là nhiều những cái tông, nhưng mà Diệu có đồng ý không là nó không hề bị rối mắt, nhưng mà nhìn kết hợp lại với nhau tạo thành tổng thể rất là hài hòa. Em thì em hay bị ấn tượng bởi các cái chi tiết màu sắc cũng như là vật liệu trang trí. Khi mà nhìn vào công trình này thì cũng có một cái cảm giác y như anh An luôn, là tại sao có thể kết hợp với nhau một cách hài hòa như vậy. Về màu sắc thì anh Diệu thấy là có màu trắng, đây là màu nền, và màu sắc điểm nhấn là màu xanh ghi. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có những cái vật liệu trang trí giống như là gỗ nhựa nè, rồi tiếp theo đó là đá tự nhiên xuất hiện ở vị trí trần tường cũng như là vị trí bồn hoa. Và Diệu có để ý không? Đó chính là cái màu sắc của đá tự nhiên ở phía bên trên. Nó liên tưởng đến, đúng không nè? Đó chính là cái chất liệu đá tự nhiên mà chúng ta sử dụng phần cổng luôn. Cho nên là nó tạo nên cái sự liên kết của căn nhà hơn. Cho nên đây cũng là cái điểm cộng rất là lớn của công trình ha. Chứ nhiều công trình thì chúng ta phối, đôi khi phối quá nhiều thì nhìn nó lại hỗn tạp và nó lại không có ăn nhập với nhau. Thì khi mà công trình này biết kết hợp giữa cái phần cổng rào rồi đến ở bên trong như thế này thì nó sẽ tạo thành tổng thể hài hòa hơn. Và sẵn đây thì em cũng phải chia sẻ cho quý vị một chút xíu về kích thước của công trình này. Đó chính là công trình sẽ có chiều dài là 14,6m, chiều rộng là 9,6m, và tổng diện tích sử dụng cả hai tầng anh tính được là 250m2. Còn về chiều cao thì nếu như mà chúng ta tính từ cót 00 lên đến đỉnh mái là 10,3m, chiều cao của tầng 1 là 3,9m và chiều cao của tầng 2 là 3,6m. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta nói một chút xíu về gọi là cái cách thiết kế tổng quan căn nhà này đi. Thì đây là cái mẫu nhà nó quá tiêu chuẩn đó, đúng không nào? Nó là mẫu nhà bestseller của Bắc Hôn rồi. Nó cũng có cái vàng hoa phía bên trên nè. Phần mái Nhật thì sẽ luôn luôn được yêu thích rồi. Cho nên là với tổng quan của công trình thì anh nghĩ một điểm cộng nữa đó chính là cái khoảng sân ở phía trước. Bởi vì như em và Diệu tử giờ đã nói rất nhiều lần, đó chính là công trình sử dụng đá tự nhiên. Thì gia chủ ở đây cũng chia sẻ cũng vậy, đó chính là gia đình của chú Huy cũng sẽ ốp đá tự nhiên ở bên dưới này nhiều ha. Thay vì chúng ta chỉ ốp gạch như là thông thường thôi, thì ở đây khi chúng ta ốp đá nó cũng tạo cảm giác nó hơi gồ ghề hơn một chút xíu đi, nhưng mà nó rất hợp với tổng quan công trình này. Và vô tình nó lại góp phần tôn lên đẳng cấp của không gian sống nữa. Và bên tay trái của anh Diệu thì ở đây cũng được thiết kế gọi là một cái gara để xe. Thì với thiết kế này em cảm thấy là vừa đủ để che mát cho chiếc xe mà không có phá vỡ đi kết cấu chung của tổng thể ngoại thất công trình. Cho nên đây là một thiết kế mà chúng ta cũng có thể tham khảo cho công trình của mình. Còn nếu quý vị di chuyển ở phía bên này đi thì đây sẽ là khu vực mặt bên của công trình ha. Đây cũng là khu vực rất là đẹp luôn quý vị. Hiện tại thì anh thấy này Diệu, ở đây là gia chủ sẽ đặt một số những cái chậu cây nho nhỏ ha, để mà chúng ta có thể là tạo thêm cái mảng xanh cho công trình.
Bên cạnh đó thì nếu ta thấy là nguyên phía sau của cây nhà của chú Huy luôn là sẽ có nguyên một cái rừng cây rất là đẹp luôn. Và đây là khu vực mặt bên. Thì như em và Diệu chia sẻ rất nhiều lần, đó chính là Mắt Hôm thì không chỉ đầu tư vào sảnh chính đâu, mà cả sảnh phụ nữa như quý vị thấy cũng rất là đẹp luôn nhé. Không hề thua kém sảnh chính đúng không nè. Ở đây thì có gỗ nhựa này Diệu. Khi mà gỗ nhựa chúng ta, anh nói thật luôn á, nếu mà mình nhìn từ xa không thể nào mà chúng ta đoán được đâu đúng không nào, rất là giống gỗ tự nhiên. Bởi vì ở đây vẫn được tạo hình những cái đường phân thớ như là gỗ tự nhiên. Còn về hệ thống cửa đi thì một số cửa đi và cửa sổ thì sẽ được sử dụng chất liệu, đó chính là dâm hệ sinh pha kết hợp với kính mà anh Diệu và Nhật An cũng đã chia sẻ đến quý vị rất là nhiều lần rồi. Cái chất liệu này thì sẽ chống chịu được rất là nhiều những cái tác động đến từ thời tiết. Chúng ta sẽ không lo lắng về việc bị phông bên, co thót hay là bị hối lọt. Đúng rồi, và nó cách âm, cách nhiệt cũng cực kỳ tốt đó Diệu, nhờ vào cấu trúc thanh nhôm rộng ha. Bây giờ thì có lẽ là em và Diệu rất là háo hức để có thể giới thiệu ngay cho quý vị về không gian bên trong của căn nhà của chú Huy. Hãy cùng theo chân em và Diệu nhé. Và khu vực đầu tiên mà em và Diệu sẽ giới thiệu quý vị của căn nhà của chú Huy đó chính là không gian phòng khách với diện tích 35m². Và wow, vừa bước vào thôi là ta thấy không gian rất là rộng rãi ha. Và ở đây sẽ đặt một cái bộ ghế gỗ cũng khá là dễ chịu đúng không Diệu? Và một cái điều đặc biệt đó chính là toàn bộ ghế gỗ ở đây đều là gỗ nguyên khối, cho nên là rất là có giá trị kinh tế trên thị trường. Đúng rồi, và anh thấy là gỗ ở đây thì bởi vì chất liệu của gỗ đỏ đó, cho nên là cái màu gỗ nó không hẳn là nâu ha, nó sẽ có hơi ánh đỏ chút xíu thì nhìn nó cũng trẻ trung hơn. Và đặt trên cái nền gạch của chúng ta ở đây thì cái nền gạch thì nó cũng lại lạ mắt nữa, đó chính là cũng là cái tông màu trắng sáng nhưng mà anh thấy nó hơi điểm xuyến một chút xíu, có cái tông màu xanh nhẹ, Diệu có thấy không? Anh có cảm giác giống như là nó được tạo nên từ một nước á, khi mà có sự pha trộn của rất là nhiều gam màu như là màu trắng nè và màu xanh mà anh An vừa nói. Và khi mà em và Diệu bước vào cái không gian này đó quý vị, thì có thể thấy là ánh sáng nó ngập tràn cũng như là gió nữa, là phải nói là công rất là lớn ha. Thứ nhất là nhờ vào cái ô cửa chính ngay phía trước, và thứ hai là nhờ vào quý vị có thể thấy là anh đếm hay Diệu ha, đó là một nè, đây là hai và đến ba ô cửa sổ luôn lấy ánh sáng vào bên trong, cho nên là phải nói là không gian là rất là nó như sáng bừng lên đúng không nè. Em nghĩ vui trong đầu một cái là khi mà buổi tối chúng ta đóng cửa lại là mệt luôn đó. Và một căn phòng khách mà có những cái ô cửa sổ như thế này thì ngoài cái việc là mang đến cho chúng ta một cái không gian sáng sủa, thoải mái trong việc ngồi đây vui chơi sinh hoạt, thì nó còn đáp ứng được vấn đề về phong thủy nữa. Bởi vì phòng khách là một cái không gian rất là quan trọng và sẽ có hai yếu tố mà chúng ta không thể bỏ qua. Đầu tiên đó chính là ánh sáng và thứ hai là sự lưu thông không khí. Và phải nói là nhắc đến cơn gió mát, chúng ta cũng không thể bỏ qua một cái công rất lớn, đó chính là ta đang nhờ vào ngay cái quạt trần ở phía bên trên nè. Một cái điểm mà anh thích của quạt trần của nhà của chú Huy là gì Diệu có biết không? Đó chính là thông thường người ta hay nghĩ là những cái quạt cánh sắt á nó sẽ kêu khá là ồn. Tuy nhiên với cái quạt và sự lựa chọn của gia đình chú ở đây thì Diệu có thấy là không hề nghe một bất kỳ tiếng động nào hết. Thì anh thấy ở đây cũng là một cái ưu điểm rất lớn. Ví dụ là ta ngồi tiếp khách như thế nào đó cũng không có bị phiền đúng không nào? Vậy thì em phải thích nốt lại cái thương hiệu quạt này. Đúng rồi, và phải nói là với không gian phòng khách đầu tiên thì ta cũng cảm giác được là căn nhà cũng được đầu tư rất là nhiều rồi, thì chắc chắn những không gian tiếp theo cũng sẽ không thể bỏ qua được. Hãy cùng theo chân em và Diệu nhé. Và đây chính là khu vực phòng bếp kết hợp với phòng ăn có diện tích 37m². Bây giờ thì chắc là chúng ta đi qua bên đây để xem khu vực bếp trước nha. Với khu vực bếp ở đây thì chúng ta sẽ đặt là một cái kệ tủ bếp có thể thiết kế là hình chữ L này quý vị ha. Và anh thấy rất là hay, đó chính là gia đình chúng ta sẽ có một cái khu riêng biệt như thế này trong cái việc nấu nướng nó Diệu. Bởi vì đôi khi á, khi mà chúng ta nấu nướng á, thì nó sẽ có rất là nhiều những cái đồ ăn mọi thứ đúng không nè. Cho nên là nếu mà quá gần với cái khu vực ăn uống á, thì đôi khi nó cũng bị bài bừa lắm. Cho nên là khi mà có khu vực riêng biệt như thế này thì cũng là một cái thiết kế anh nghĩ là nhiều gia đình cũng có thể áp dụng được. Đúng là một cái sự lựa chọn khó, bởi vì với em thì thiết kế liên thông luôn, cũng có cái hay riêng, và thiết kế tách biệt như thế này thì vẫn có những cái ưu điểm riêng của nó, và ưu điểm đó thì anh An đã chia sẻ rồi. Với vị trí này thì có một cái hệ lam cũng khéo léo để phân tách hai khu vực bếp và ăn, nhưng mà vẫn không có làm không gian bị cắt xẻ quá nhiều, rất là tuyệt vời. Và anh đoán luôn nha là chắc chắn là bởi vì bây giờ là căn nhà mới nhận thôi, chỉ một thời gian gần nữa thôi thì chắc chắn là tất cả những cái hộc ở những khu hệ lam này thì sẽ được gia chủ trang trí cũng sẽ rất là đẹp luôn. Và để ví dụ ta ngồi ăn ở phía bên kia nhìn qua đây thì cũng sẽ khá là ấn tượng ha. Bây giờ thì ta sẽ di chuyển một chút xíu qua bên này, thì đây chính là khu vực ăn.
của gia đình. Và bởi vì khu vực rất là rộng cho nên là gia chủ đầu tư luôn một cái bàn ăn siêu dài. Và anh đoán luôn là kể cả 10 người hay 12 người thì cũng thoải mái để chúng ta dùng bữa ở đây. Quá thoải mái luôn. Và một cái hay nữa đó chính là bộ bàn ghế ăn này thì cũng là gỗ nguyên khối luôn đó nè. Đúng rồi, nói chung là gia chủ đầu tư theo một concept luôn là concept gỗ cho gia đình của mình. Thì cái điều này quý vị cũng có thể là chúng ta cân nhắc, chúng ta yêu thích cái phong cách nào từ bản thân của mình thôi thì mình hãy lựa chọn đi theo cái phong cách đó cho căn nhà luôn thì nó sẽ hài hòa hơn nhé. Và để mà khu vực ăn uống của chúng ta trở nên mát mẻ thì không thể bỏ qua đó chính là khu vực này. Đây sẽ là khu vực sảnh phụ của công trình quý vị ơi. Và khu vực này thì lúc nãy em và Diệu đứng bên ngoài thì cũng đã review cho quý vị thấy rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta trở ngược một lần nữa đến thì cũng phải trầm trồ đúng không Diệu? Quang cảnh rất là đẹp luôn ha, rất là nhiều cây xanh bóng mát. Ngồi trong khi ăn cơm mà mở cửa ra thế này là quá là tuyệt. Và sau này đó anh An, khi mà những cái vị trí xung quanh cặp với lại tường rào, gia chủ sẽ trồng thêm một số loài cây hoa nữa thì anh nghĩ xem là không gian lúc đó nó sẽ còn tuyệt vời, còn lung linh và nhiều sinh khí hơn nữa đó. Đúng rồi ha, cho nên là mới thấy là như là em và Diệu đã chia sẻ rất là nhiều lần, đó chính là công trình chính nó quan trọng nhưng mà thật sự là cảnh quan xung quanh rồi mọi thứ nó mới tạo nên cái điểm 10 cho công trình đúng không nào. Di chuyển ra phía sau một chút xíu đi thì đây sẽ là nơi những cái công trình phụ hơn, những cái khu vực phụ hơn. Bên phía này thì sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung để cả gia đình sử dụng nè, cũng có trang bị lavabo, toilet, men tráng sứ và khu vực tắm đứng cho cả gia đình. Còn phía bên này, đây là khu vực gì bây giờ? Dạ, chia sẻ với quý vị thì đây là khu vực sân ướt được thiết kế với diện tích là khoảng 5m². Thực sự thì phải nói là công năng ở tầng này bố trí quá khoa học. Tại vì sao ạ? Tại vì khu vực này thì rất là gần với bếp ăn và gần với khu vực nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để giặt quần áo nè, hoặc là vào những ngày mà rất là đông khách đến chơi nhà thì đây sẽ là một nơi hỗ trợ chúng ta trong việc chúng ta sơ chế thực phẩm, rửa rau, thịt cá. 10 điểm. Và chưa đâu, nếu mà Diệu cho nó điểm 10 thì chắc chắn đây chắc Diệu cho 11 điểm quá. Đó chính là ở ngay phía sau của công trình luôn thì gia chủ đã đầu tư thêm một cái không gian phụ. Thì đây cũng là một cái lựa chọn của nhiều gia đình luôn quý vị ha. Tức là nếu mà không gian nhà chính của chúng ta là nơi mà chúng ta tiếp khách vào những cái việc quan trọng thì có thể không gian phụ này. Ví dụ là những cái ngày mà đám giỗ hay thế nào đó Diệu, hoặc là cần rất là đông thì chúng ta cần thêm không gian để nấu nướng hoặc là làm những cái việc phụ. Thì đây sẽ là không gian cực kỳ lý tưởng cho gia đình luôn nhé. Mà anh em biết là em có một cái suy nghĩ như không? Em nghĩ là vào dịp Tết á, ra ngoài đây mà ngồi xong rồi gói bánh chưng, bánh tét. Quá là tuyệt vời luôn, một cái diện tích rất là rộng rãi. Đúng rồi, và đó chính là về những không gian chung của căn nhà. Bây giờ có lẽ ta sẽ cùng nhau đến với những không gian riêng tư hơn nhé. Và đi qua đây thì chúng ta trước khi mà vào phòng ngủ thì anh Diệp và Nhật An muốn chia sẻ đến quý vị một khu vực phụ nhưng mà được thiết kế cũng rất là tinh tế, đó chính là phòng kho có diện tích là 2,7m². Đúng rồi, gia chủ đã đầu gọi là thay vì mà chúng ta để trống cái khu vực bên dưới cầu thang chỉ để bám bụi đúng không nào, thì kiến trúc sư và gia chủ đã nhất trí với nhau để mà chúng ta thiết kế cái khu vực kho ở đây để chúng ta có thể chất chứa một số những cái món đồ. Bây giờ thì mới nhận nhà thì chưa có nhiều đồ đúng không nào, nhưng mà chắc chắn một khoảng thời gian ngắn thôi sau khi mà chúng ta di chuyển vào thì chắc chắn sẽ có nhiều cái món đồ lặt vặt, thì đôi khi chúng ta có thể cất ở đây thì nó sẽ gọn gàng nhà hơn đúng không nào. Và cuối cùng ta sẽ qua bên này, đây là không gian cuối của tầng 1 ha, là phòng ngủ số 1 với diện tích là 17m². Và với cái diện tích cũng khá là thoải mái thế này thì chúng tôi đã bố trí đầy đủ có một chiếc giường này ha. Bên này là khu vực bàn trang điểm, ngay khu vực tủ Diệu luôn là wow, một cái tủ quần áo siêu to khổng lồ được thiết kế kịch trần rất là cao luôn Diệu ha. Trời ơi, cái tủ này thực sự là to quá và có thể để vào đây gọi là rất là nhiều đồ luôn. Em nghĩ là ngoài quần áo thì phụ kiện thời trang và giày dép thì chúng ta cũng có thể để vào đây. Và căn phòng này chúng ta sẽ lấy ánh sáng là nhờ vào, thứ nhất là ở đây sẽ có một ổ cửa sổ ba cánh nè quý vị. Còn phía bên của Diệu thì sẽ có một ổ cửa sổ một cánh nữa để mà chúng ta sẽ ấy. Nhưng mà anh nghĩ cái thiết kế này cũng hay, tức là không nhất thiết lúc nào chúng ta cũng phải mở cái cửa ba cánh. Đôi khi là nó nhiều ánh sáng quá đúng không nào, đôi khi là chúng ta kéo cái rèm này lại và chúng ta mở bên kia thôi thì nó cũng giúp cho căn phòng ta vẫn có sinh khí mà nó vẫn tạo cái cảm giác ấm cúng hơn. Vậy là phòng ngủ này thì sẽ sở hữu hai view, một tầm nhìn ở phía trước và một tầm nhìn về bên hông của công trình. Đó là một cái điểm cộng đầu tiên. Và điểm cộng thứ hai đó chính là ở vị trí này, mời quý vị cùng đưa mắt về đây, khu vực nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm khép kín.
Với khu vực này thì nó luôn luôn là cái điểm cộng rồi, bởi vì nó sẽ giúp cho gia chủ chúng ta thay vì phải đi đến cuối nhà chúng ta mới có khu vực vệ sinh đúng không nào, thì ở đây vào luôn căn hộ của mình luôn ha. Thì ở đây chúng tôi cũng thiết kế gọn gàng đầy đủ, có lavabo nè, toilet trái sứ và khu vực tắm đứng riêng biệt. Phần gạch thì nó khác một chút xíu so với ngoài đây, anh thấy là gạch nó sẽ là màu ghi, gam màu này nhìn nó cũng sạch sẽ hơn đúng không nhiều, và tạo hình cũng rất là bắt mắt nữa đó anh An. Vậy là vừa sạch sẽ như anh đang chia sẻ, và thứ hai là tăng thêm tính thẩm mỹ cho tổng thể không gian nội thất. Vậy là thoát một cái thì An và Diệu đã đi hết một vòng tầng 1 của căn nhà của chú Huy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tầng 2 nha. Và từ vị trí cầu thang đi về phía trước thì chúng ta sẽ bắt gặp khu vực phòng thờ. Khu vực này thì cụ thể là có diện tích bao nhiêu mét vuông vậy anh An? Khu vực này sẽ có diện tích là 9 mét vuông ha. Nhưng mà trước khi mà chúng ta tiến vào gần hơn thì anh chú ý đến cái vách này là nhiều ha. Đây là một cái vách rất là đẹp luôn, được cắt CNC gỗ. Và bây giờ thì anh thấy là rất nhiều gia đình sẽ tận dụng cái vách này những khu vực phòng thờ. Và cái mục đích của việc chúng ta bố trí ở đây một vách CNC đó chính là để khéo léo phân chia giữa khu vực phòng thờ ở bên trong với lại trục giao thông ở bên ngoài, cũng như là những cái khu vực chức năng còn lại, giúp tôn lên tính tôn nghiêm cho khu vực thờ tự. Và anh nghĩ một cái nguyên nhân nữa đó chính là bởi vì phía ngay bên này chúng ta sẽ có cái lối cửa để mở ra vào khu vực phòng ngủ, cho nên là nếu mà chúng ta không có cái vách này thì khi vừa mở cửa vào sẽ thấy ngay khu vực thờ cúng, thì đúng là như Diệu chia sẻ là sẽ thiếu đi tính tôn nghiêm. Cho nên là khi có vách CNC thế này vừa là tác dụng về thẩm mỹ nhé, còn liên quan đến cả phong thủy nữa đấy. Tiến vào phía bên này thì đây sẽ là cái khu vực ban công kết nối trực tiếp với khu vực phòng thờ nè, để mà chúng ta sẽ lấy ánh sáng cũng như lấy gió, thì quả thật khu vực cũng rất là rộng rãi dịu ha. Ngay bên trên thì anh thấy có một cái giàn hoa nữa, cho nên là chắc chắn rằng sau này khi mà gia chủ đầu tư thêm, có thể chúng ta đặt nhiều cái chậu cây hơn ở đây, thì cũng là cái vị trí thoải mái để gia đình sinh hoạt. Và về giàn hoa thì sẽ được làm từ bê tông sơn phủ màu trắng. Bên trên thì có một tấm kính cường lực dày 12mm, mục đích đó chính là che nắng, che mưa, cũng như sẽ là một nơi rất là lý tưởng để chúng ta trồng những cái loại cây hoa dây leo đó. Đúng rồi, và anh tin chắc rằng với khu vực này, ví dụ bây giờ mình đứng ngay giữa trưa đi đúng không nào, nhưng mà ở đây nó cũng rất là mát và có bóng mát để chúng ta ngồi dậy thoải mái ở đây. Anh nghĩ là đặt cái ghế lười hoặc là thậm chí là một cái bộ ghế nhỏ nhỏ luôn đặt ở đây thì cũng rất là thoải mái luôn nhé. Bây giờ di chuyển vào phía bên trong một chút xíu thì chúng ta sẽ đến phòng ngủ đầu tiên của tầng 2 ha. Thì đây sẽ là phòng ngủ có diện tích là 17 mét vuông. Và với căn phòng này thì anh để ý hình như là được thiết kế nó theo dạng đồng trục ở bên dưới đúng không Diệu? Dạ đúng rồi. Và về chính vì thiết kế đồng trục cho nên là chúng ta sẽ thấy là có sự tương đồng trong cái việc bố trí những cái đồ dùng nội thất. Chẳng hạn như là vẫn có một chiếc tủ quần áo được thiết kế sát vào vách tường. Khoảng trung tâm, nơi vị trí đẹp nhất sẽ là một chiếc giường ngủ. Và vị trí gần với ánh Diệu là một bàn trang điểm. Đúng rồi, và mọi thiết kế của căn phòng này được đặt để nó cũng rất là hợp lý rồi. Chúng ta không nghĩ là chúng ta có thể dời chiếc giường ở vị trí nào khác hoặc là chiếc bàn trang điểm dời vị trí nào khác được. Tất cả mọi thứ nó đều rất là hợp lý trong cái không gian này. Ở đây thì cũng có ô cửa sổ cũng tương đồng với bên dưới luôn. Và ở đây thì cái view thì view từ trên cao nhìn xuống, cho nên là nhìn nó cũng sẽ đặc biệt hơn và mở cái không gian nó cũng rộng hơn so với góc bên dưới một chút xíu. Thì đây cũng là ưu điểm của những cái tầng cao tầng. Mà có thể thấy là cái việc đặt giường ngủ ở đây nó cũng rất là hợp lý so với hai ô cửa sổ. Bởi vì bao giờ thì chúng ta cũng cần đặt đầu giường lệch hướng với cửa sổ hết. Bởi vì sẽ có những cái lúc ánh nắng mạnh cũng như gió thổi trực tiếp vào người mà lại thổi trực tiếp theo cái chiều từ trên đầu của chúng ta xuống nữa thì sẽ không có tốt. Đúng rồi, còn căn phòng này thì nếu đã được gọi là đồng trục thì chắc chắn nó cũng không thể thiếu một cái vị trí quan trọng. Đó chính là đây sẽ là khu vực nhà vệ sinh khép kín dành riêng cho chủ nhân căn phòng này, thì cũng có thiết kế tương đồng với khu vực ở bên dưới. Nói chung là đây là căn phòng ngủ mà anh nghĩ là cũng gọi là thiết kế được lý tưởng nhất của căn nhà luôn rồi đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với không gian còn lại của tầng 2 nhé. Và không gian tiếp theo An và Diệu sẽ dẫn quý vị đến đó chính là khu vực này, là khu vực phòng sinh hoạt chung với diện tích là 16 mét vuông. Với cái diện tích cũng khá là nhỏ gọn ở đây thì gia chủ cũng đã đặt, anh thấy có một cái bộ bàn ghế nó hơi phong cách truyền thống một chút xíu là nhiều ha. Phía bên này thì chắc chắn là kệ tivi rồi. Chắc chắn sau này khi mà chúng ta đặt thêm cái kệ, cái tivi hoành tráng ở đây nữa mà ngồi cùng gia đình ở đây vừa uống trà vừa xem tivi thì quá lý tưởng.
Ở đây cũng có sẵn một cái ổ cắm điện rồi, chỉ cần là có một chiếc TV thôi là sẵn sàng có thể cả gia đình ngồi đây xem phim, nghe nhạc và xem bóng đá. Thật ra thì về khu vực sinh hoạt chung, cái mục đích của nó là mang đến cái nơi gọi là gắn kết tất cả các thành viên trong gia đình, cho nên là nhỏ gọn thôi. Nhỏ gọn thì ấm cúng đó mà. Đúng rồi, và tuy nhỏ gọn nhưng chúng ta cũng phải luôn luôn tính toán đến cái vấn đề là cái sự thông thoáng nha quý vị ha. Cho nên ở đây cũng sẽ có ô cửa sổ hai cánh nè, để mà chúng ta lấy ánh sáng vào khu vực này. Tiến ra phía sau của căn nhà chút xíu thì ta sẽ đến với phòng ngủ tiếp theo. Phòng ngủ này sẽ có diện tích là 16,5m2. Và như quý vị có thể nhìn vào bên trong, ta cũng thấy được là sẽ có một giường ngủ nè, rồi khu vực bàn trang điểm và tủ quần áo. Ở đây được thấy cái lạ hơn xíu là sẽ có cái tông màu là cái tông màu xanh lá cây. Anh thì anh chú ý đến một chi tiết rất dịu, đó chính là những cái ô cửa như thế này. Thì quả thật là từ bây giờ ta thấy là cửa phòng nào cũng được đầu tư là một cái cửa gỗ đúng không? Khi mà sử dụng cửa gỗ đó anh, thì lại một lần nữa vẫn là một câu nói quen thuộc của em, là nó tạo nên một cái sự kết nối rất là tốt giữa tất cả các cái khu vực chức năng cũng như là tất cả những cái đồ dùng nội thất. Và sẵn anh An nói về cửa thì em lại chú ý đến tay nắm cửa. Đây, anh An có cảm giác là được thiết kế rất là tỉ mỉ, chỉnh chu từ những cái đường nét hoa văn trang trí. Và đây là chất liệu được mạ đồng nè. Đúng rồi, nhìn nó cũng sẽ khá là sang trọng đó. Và cái này nè thì nó lại gợi cho anh đến cái khu vực của cái ghế ăn. Chiếc ghế phòng ăn, nếu như quý vị xem lại khu vực phòng ăn mà An và Diệu đã dẫn quý vị đến sẽ thấy là cái thiết kế này cũng khá là tương đồng giống với cái thiết kế này. Đây cũng là sự thú vị nhỏ nhỏ. Và tiến ra phía sau này thì đây là phòng ngủ cuối cùng của căn nhà với diện tích là 15m2. Tuy nhiên hiện tại bởi vì gia đình đang có người sử dụng cho nên An và Diệu không thể tiến vào review được nhé. Còn đây chắc chắn là phải rất là cần rồi đúng không nào? Từ nãy giờ thì không gian chung nào chúng ta cũng đi qua thì chắc chắn không thể bỏ qua khu vực này. Và đó chính là khu vực nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung ở tầng này. Phải nói là với những cái khu vực nhà vệ sinh thì lúc nào cũng sẽ được thiết kế đa phần là sẽ đặt ở cuối nhà nè, rồi cái phần sàn ở bên dưới sẽ được thiết kế âm xuống một chút xíu ha, và đối diện luôn ở ngay bên này. Nếu như bên dưới tầng 1 thì ta thấy là đối diện nó sẽ là khu vực sân ướt, thì ở đây thì gia đình có thể làm được khu vực sân phơi này nhiều ha. Cũng rất là rộng rãi và thoáng mát. Để đảm bảo cái sự an toàn thì gia chủ đã đầu tư nguyên cái hệ khung sắt như thế này để chúng ta vẫn có cái nơi thoáng mát để mà ta phơi đồ chẳng hạn, nhưng mà cũng không có e ngại vấn đề mà an toàn lúc chống trộm đúng không? Và về vị trí sàn đó đang thì sàn sẽ được thiết kế hạ cốt, có nghĩa là khu vực sàn ở vị trí này sẽ thấp hơn sàn ở những cái khu vực chức năng còn lại, giúp nước thoát nhanh hơn nè, không có tràn ra bên ngoài. Và chắc chắn là sàn cũng sẽ được thiết kế gọi là đánh dấu về phía phụ nước để giúp nước thoát nhanh hơn, cũng thiết kế mà chúng ta cần lưu ý cho những cái khu vực như là sân phơi nè, sân ướt. Từ nãy giờ thì em và Diệu đã dẫn tất cả quý vị đi tham quan hết căn nhà của chú Huy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một nghi thức rất đặc biệt, đó chính là nghi thức bàn giao căn nhà của chú Huy. Hãy cùng em và Diệu tham gia nhé. Và kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay thì cũng là dịp rất là đặc biệt, đó chính là An và Diệu đang có mặt tại ngay cái buổi bàn giao công trình do chính là anh Lâm là giám đốc thi công của công trình sẽ bàn giao cho căn nhà của chú Huy. Và có lẽ bây giờ thì sẽ nhờ anh Lâm sẽ bàn giao chìa khóa để mà chúng ta sẽ chính thức gọi là tặng căn nhà một cái công trình rất là lớn đến với gia chủ nhé. Em xin thay mặt cho công ty bàn giao căn nhà là cho anh Huy sử dụng. Dạ. Em cũng thay mặt công ty chúc anh là có căn nhà mới ấm cúng, gia đình làm ăn sung túc. Dạ. Thay mặt gia đình anh thầy cảm ơn Lâm bộ công ty Mark Home làm nay hoàn thành căn nhà của mình, cũng này cũng rất là cảm ơn, cảm động cái căn nhà mới ở khang trang. Đấy, xin cảm ơn công ty và đội ngũ anh em xả nhiệt tình trong cái xây dựng hoàn thành hiện nay là hoàn thành căn nhà của mình. Cảm ơn. Dạ, và công ty cũng có một cái món quà thay lời cảm ơn đến gia đình của chú ạ. Dạ, xin cảm ơn ạ.
Vậy là Nhật An và anh Diệu vừa dẫn tất cả quý vị chúng ta đến thăm căn nhà của chú Huy ở Bình Dương. Một căn nhà phải nói là rất là chỉnh chu cả ngoại thất và nội thất đúng không nè. Và nếu như mà quý vị cảm thấy là yêu thích các thiết kế của Bắc Hôm, có nhu cầu thiết kế, thi công, hoàn thiện nội thất thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline 0964458888 hoặc là 0828133333 để nhận được sự hỗ trợ tư vấn đến từ đội ngũ kiến trúc sư. Và đây cũng là những số có Zalo, nếu quý vị ở nước ngoài thì cũng có thể liên hệ qua Zalo. Và đừng quên hãy nhấn like, subscribe, chuẩn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì Nhật An và Ánh Diệu xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Ngoại hình của ngôi nhà, đấy, một cảm giác thì nó mang sự khác biệt. Quả thật là với những căn nhà của miền Tây thì em thấy cái vui. Ở đâu vậy? Lại đi một tiếu để cho anh ta đã lên bộ bàn tàu và cùng rượu.